từ anh xuống đây. Chào Mào này. Con nào nó kép nhỉ? Nó thằng kêu kẹo kèo ấy chứ. Ui chim. Kính bằng tấn anh xem ở trên nhà họ treo. Đây là trên đây. Bản giỏ. Đây là gọi là bản giỏ đấy ạ. Hello, mình xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là mình cùng anh Sơn làm một chuyến bên Chào Mào anh em ạ. Khu này anh em mình chưa đến lần nào, nó cũng ở gần thành phố anh em. Mẹ bảo là ở đây có nhiều Chào Mào phết. Thì lên bấy thử để xem là có cái con nào vào đấu không anh em nhé. Bản giỏ, trên đây gọi là bản giỏ anh em ạ. Cái con mồi thì đang treo mồi, kích thử xem có cái con nào ok không. Hôm nay anh mang con mồi nào? Con bắt tiền. Anh con hôm trước vừa mua kìa. Ông này đầu tư cho chim mồi phết nhỉ. Chắc khu này cũng có nhiều anh em bẫy hết rồi quá. Mình đã kiếm một lồi ở trên kia anh em ạ. Kìa. Nổ kép thôi rồi. Treo con mồi xem nào. Úi dồi, con này nổ kép ác anh em ạ. Này, bóng bộ qua này. Đẹp chưa? Nhưng mà không biết có về mồi không nữa. Nó về đấu chắc chắn là ok ngay. Dáng quá ok nhỏ con này. Đây là đàn của nó này. Nó về ăn cái quả gì ấy nhỏ ạ. Ui con này cui anh em ơi này. Ui con này cui này. Màu cui luôn. Không có con nào về anh em ạ. Chim ở trên thành phố này nhiều thì nó có nhiều thật. Nhưng mà treo trên mồi không có con nào vào lấu. Ác thật chứ nhỉ. Ở dưới kia có một làn khá to luôn. Vừa nãy là gặp một làn ở trên kia xong rồi di chuyển xuống lưới. Đoạn dưới này ra cũng gặp một làn nữa này. Kìa, nổ kép thì thôi rồi anh em ạ. Có cả trống cả mái, quế con mái nó, quế con trống nó thì sổ rộng. Nhưng mà không có con nào vào nhé. Mồi hẳn là kêu mái ra cũng không có con nào vào luôn. Ác thật. Chả hiểu chim khu này nó bị làm sao nữa. Nó giống như con sẻ anh em ạ. Mình nghĩ là như vậy. Nó nhiều quá làm ra nó không có con nào thái lộ. Đây. Toàn là mấy con có thể nói là bóng bộ đẹp hết. Đây, có con chắc là đầu đàn này anh em ơi. Con chắc là đầu đàn này.
không chịu xuống cơ. Anh Sơn ơi, đây à, có con nào vào không? Ở bên anh cũng không có con nào vào đâu nè. Mồi còn không có đấy. Ui. Ôi dồi ôi. Chịu nhờ. Ở trên em có một con, cái con kia cui luôn. Nhưng mà mẹ hiểu không hiểu sao lại không vào luôn. Một con nữa bóng bộ cũng đẹp nhưng mà không vào. Lưng tôm, đánh ngựa. Hả? Em không biết, nhìn nó cui cui. Phì lắm. Cái con đấy mà vào đấu với mồi thì ok. Thậm chí không có con nào về đấu với mồi luôn. Rõ ràng chim thì nhiều nhé. Ừ, như giặc luôn. Mấy con chim nó bị ăn quả ấy. Chán thật nhỉ. Thôi đi. Với đây bấy khu nào không có con nào lên thung ạ. Ủa kìa, bầy nó ấy kìa. Hai một con mái thôi. Mê cay nhỉ. Bây giờ sao? Bầy rồi. Chán. Quá chán anh em ạ. Như mấy chim kiểu này không gặp mấy con nào vào lấu luôn. Thôi đi, đi xuống dưới. Chắc là chim ở trên này nó không giống với chim ở dưới mình nhau ạ. Chim ở khu mình có cái con nào nổ kép là vào lấu ngay, chiến ngay. Thì bây giờ cũng hết chim ấy. Còn chim ở trên này thì nhiều thì nhiều. Nổ thì thôi rồi. Nổ thì thôi rồi nhưng mà không có con nào vào. Mà phải công nhận nhá, ở khu mình lúc nào mà mình đi bẫy chim cho anh em xem ấy, cứ thế sách chào màu đi, gặp cái con nào nổ giọng kép là về chỉ có ăn hàng. Mà chim ở khu này không. Về xong là bỏ à? Chán nhỉ. Bên trong anh kìa. Con này chim già đấy. Đấy thấy chưa?
con rồi anh ạ. Chưa. Con ấy đập được con nào bây giờ còn không biết là con nào này. Anh bỏ đói từ sáng chắc chắn là tí là cả bầy nó vào hết. Ui, con này đẹp hết anh chưa này. Con lần đấy. Ừ, con này đẹp hết này. Sao chưa? Ừ, cái này, có con này này. Ra 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 tách con này được này. Nhanh nhanh nhanh, kéo dây, kéo dây, kéo dây, kéo dây. Được rồi. Hai con rồi. Ba con rồi. Ba con à? Ừ, được. Ui dồi. Ui, hai con mắt trắng anh em ạ. Ngắn cho con nổ kép nha, nên không vào. Con hát đặc. Con lần mà anh Sơn vào đây anh ạ. Con này hơi bộ bé với lại ngắn nữa. Cái lưỡi của nó ngắn, không phải là cái bộ của nó đâu, thực ra là nhìn cái bộ của nó cũng dài phết đấy, nhưng mà con này lưỡi nó ngắn anh em ạ, nhìn liền bộ cân lối luôn. Con này chắc chim già rồi nhỉ, trèo nó ra đi. Nhưng mà con này lưỡi ngắn lắm thì em bảo lưỡi ngắn, thật ra bộ của nó không dài đòn đấy, nhưng mà cái lưỡi của nó thì ngắn. Tách trong AV ra phát là chiến luôn à. Úi dồi. Ây da. Con này giống với con yếu chân của em nhỉ. Y hệt luôn. Mới tôi là bốn hay bé. Còn à, xem này. Lông này bị sâu à? Kiểu nó đau chân, nó cứ nhảy, nó bị gãy. Nó bị rơi vào nan đồng quá. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem mấy con chim chào mà từ năm trước mình bẫy được. Mấy con này là một năm lồng rồi anh em ạ. Năm ngoái mình bẫy được khá là nhiều đấy. Xong rồi mình tách ra, có con thì cũng nhượng lại cho anh em. Còn một số con kiểu như là thấy ấn tượng ấy, gây ấn tượng, nên là cũng để chơi. Thì à, đầu tiên là cái con này. Siêu cầu, siêng cầu thì thôi rồi. Màu thì màu lân nhưng mà bộ hơi ngắn. Nhưng mà được cái là con này nó siêng cầu ác anh em ạ. Treo ở bên góc trái là cũng là con mồi của mình luôn. Rộng kìa. Bên góc phải cũng là một con này, tí nữa mình sẽ review cái con góc phải cho anh em xem. Cái con này thì bộ quá phê. Cái con này thật ra là nó chưa xong lông, nên là nó cũng chưa sổ rộng. Thì năm trước là lánh vỡ mồi của mình anh em ạ. Hai hôm mới bẫy à, cả con mồi của chú lẫn con mồi của mình. Thì con mồi của mình chơi cái lồng một mặt. Thì à, cái con này nó lánh vỡ mồi của mình luôn. Thế là mới để lại đến năm nay. Thả vào AV xong rồi, cũng như kiểu chim AV của anh Sơn ấy, thả vào AV một thời gian là mình tách ra.
tách ra thời điểm mà nó căng lửa thì nó chơi ác rồi. Bây giờ xong lông thì vẫn chưa hót nhiều anh ạ. Nói chung là bộ con này ok, cả màu, miếc các kiểu. Đây bây giờ cho anh em xem mấy con này đi. Cái con này là buổi một tuần lồng anh em ạ. Nên bấy được cách đây một tuần luôn. Nó nổ kép ra ác ấy, nhưng mà hôm nay không hiểu sao mình mang ra treo thì nó lại không nổ. Trước khi mà bấy được là nuôi còn thành tầng mà của nó không có đâu. Thì bấy chắc là nhiều bạn cũng không nhớ cái con này đâu. Bây giờ thì ok rồi anh em ạ, xong lông rồi. Nhìn chấp chơi phết đấy. Chỉ mới kêu thôi chưa hót. Hiện tại đang là tối rồi anh em ạ. Lợi đến giờ này, bây giờ mình sẽ đi bắt cái con khuyên ở vườn của mình để xem có bắt được cái con nào về mình nuôi làm mồi không anh em nhé. Nhiều bạn bảo mình là đi bẫy khuyên đi nhưng mà mình không có khuyên mồi anh em ạ. Nãy mình có đi soi thấy hai con đang ngủ. Bây giờ mình sẽ đi bắt. Được rồi, xem nó còn ngủ đây không. Vừa nãy thì vẫn thấy. Nhưng mà vừa nãy xem sớm quá, sợ nó lại bay mất. À này, vẫn còn chỗ này anh ơi. Ra góc bên dưới anh thấy này. Đây này, anh em thấy chưa? Đó. Ui. Ui. Ô. Ui, nó mất rồi. Vãi thật. Không dính cái lông này anh em ạ. Ôi, chưa chạm thấy nó. Đây, cho vào thế là mắc vào phải cái này. Xem nào, còn đôi nào không. Cái này mình cho que vào phát nó bay ra bên này luôn. Kiểu như là mặt nó hướng ra bên này. Không biết máy mình có ghi lại không nữa. Nhưng mà cái pha vừa nãy không để ý không thấy đâu anh em ạ. Nó bay tuẹt ra bên kia luôn. Cái lôi này là nó chính xác là thung của nó ở cái cây nhãn này, có nghĩa là cạnh vườn mình luôn. Còn mấy con kia nó bay về ngủ cùng ấy thì chắc là phải ra mấy cái nhãn bên kia anh em ạ. Không thấy rồi anh em ạ. Chắc là mai mình thiết kế lại. Thiết kế bắt cái con này thôi. À còn cái con mạo bông của mình sổng ra còn chưa bắt được nhé. Nhưng mà không biết là nó ngủ chỗ nào nữa. Để mình ra soi con trà mạo bông bên AV bên kia. À này anh em ơi, nó ngủ ở trên đây này. Thấy anh em thấy chưa? Đây là con trà mạo bông non mà nó sổng ra ấy. Con này bây giờ bắt là chỉ có dùng keo mình túm. Nó không bỏ đấy nhá, con này nó không bỏ đấy đâu. Mình chắc là mình sẽ kệ nó thôi. Hài thật. Thôi mình sẽ không vào gần cái AV nữa bởi vì chim nó ngủ bây giờ đi phá thì nó lại bay toán loạn ra hết. Được kìa. Vừa nói xong. Bên ngoài trời tối nó xòm này. Thì chắc là video của mình xin phép dừng lại đây nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.